Tôi xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị các bạn về một loài hoa mới lạ đã xuất hiện tại Việt Nam được hơn một năm nay. Tôi giới thiệu đến quý vị các bạn, đây là loài hoa cúc thân gỗ. Khác với các giống hoa cúc khác trên thị trường hiện nay của Việt Nam là cúc thuộc loài thân thảo và cây có tuổi thọ rất thấp, chỉ khoảng vài tháng đến một năm. Sau khi hoa tàn thì cây cũng chết theo. Còn đối với giống hoa cúc thân gỗ này thì rất là đặc biệt. Đây là một loài cây thân bụi có tuổi thọ là sống lâu năm. Ở giai đoạn cây còn nhỏ thì cây ở dạng thân thảo, khi chúng ta chăm sóc cây vài năm trở lên thì gốc cây, thân cây sẽ hóa gỗ và chúng ta có thể trồng cây dưới dạng bonsai rất là đẹp. Hoa cúc thân gỗ này là một loài hoa rất là dễ trồng, dễ chăm sóc. Chúng ta có thể trồng hoang dã ngoài tự nhiên, không cần phải chăm sóc nhiều cầu kỳ mà cây vẫn rất khỏe mạnh và ra hoa rất là nhiều, rất sai hoa và cho ra hoa quanh năm. Để nhân giống cây hoa cúc thân gỗ này thì có nhiều phương pháp khác nhau, như là dâm hom hoặc có thể trồng bằng hạt. Để dâm hom thì chúng ta có thể cắt tỉa các cái nhánh trên thân cây như thế này, sau đó chúng ta dâm vào đất sạch và hàng ngày tưới ẩm ngày 2 lần thì hom giống có thể ra rễ và phát triển thẳng cây. Còn phương pháp nhân giống bằng hạt thì chúng ta có thể mua hạt giống hoặc có thể trồng chăm sóc cho cây ra hoa, ra quả. Sau khi quả già thì chúng ta có thể thu hạt giống và ươm ra đất. Hạt giống của hoa cúc thân gỗ này rất là dễ nảy mầm. Chúng ta chỉ cần rắc hạt ra đất và hàng ngày tưới ẩm thì hạt giống có thể nảy mầm và mọc ra cây. Sở dĩ tôi giới thiệu cho các bạn cây hoa cúc này có ít hoa bởi vì tôi muốn giới thiệu cho các bạn về hạt giống của cây hoa cúc thân gỗ. Đây là những bông hoa cúc đã tàn và đang ra quả, ra hạt. Sau khi những quả của cây hoa cúc thân gỗ này già chuyển sang màu đen, chúng ta có thể thu hái hạt giống và phơi khô để bảo quản làm giống trồng cho vụ sau. Đây là hai cây hoa cúc thân gỗ. Cây hoa cúc thân gỗ này đã từng nở rất là nhiều hoa và sau khi hoa tàn thì ra rất là nhiều quả, nhiều hạt. Đây là hạt giống đây của cây hoa cúc thân gỗ đây. Những hạt giống này sau khi già thì chuyển sang màu đen hay màu nâu, thì lúc đó chúng ta có thể thu hái, phơi khô và sử dụng làm giống cho vụ sau. Rất là tốt các bạn ạ.